Dạ, xin kính chào với cô chú, anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Con Thơ Hậu Giang ạ. Giờ hôm nay thì em quay trở lại với vườn mai của em Kha ở Chợ Lách Bến Tre cô chú anh chị ha. Chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình một lô mai đủ loại giống, chủ yếu là siêu bông Sài Gòn, siêu bông Bình Lợi với lại cúc Thọ Hương nha cô chú anh chị. Mong quý cô chú mình yêu thương ủng hộ cho vườn, ủng hộ kênh ạ. Em xin phép vô clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Chị xin chào em Kha. Dạ em chào chị, em chào cô chú anh chị tên kênh ạ. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước ạ. Địa chỉ của em là ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của em là 0393 843 842, cũng là số Zalo ạ. Dạ rồi, em xin Zalo mã số tiếp theo là mã số 26C, một cây siêu bông Bình Lợi. Cây này có bị họ cây phôi bị dập da đây cô chú anh chị. Dập đường ở đây cô chú anh chị. Cô chú anh chị em bán giá mềm cho cô chú anh chị. Củ thế nở luôn ha cô chú. Đây hoành chú Di Tý này là 26. Củ quế đặc này là 46. Chiều cao là 73. Tán ngang là 90. Dạ mã số 26C, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 950 em bao ship tặng chậu. Dạ. Tàn ấm tàn hết trơn rồi cô chú anh chị ha. Cái mã số 27C. Bây giờ nhà lấy cái giấy shop đi. Phơm dán trực đế cũ ha cô chú anh chị. 27C là một cây siêu bông Bình Lợi cô chú anh chị. Cây này có cái củ cho bá nữa luôn ha cô chú anh chị. Hoành chú Di Tý này là 27. Củ đế đặt là 57. Chiều cao là 95. Tán ngang là 88. Dạ mã số 27C, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 1.700.000 bao ship tặng chậu. Dạ. Cây này ấm tàn đều tàn hết trơn rồi cô chú. Qua tới cái nào đế của chú anh chị. Cây đẹp của chú anh chị, về thay cái chậu mới của chú anh chị. Đế đặc nghe cô chú mà tàn chi mình ghét đều hết trơn luôn ha. Rồi, mã số 28. Dạ mã số tiếp theo là mã số 28C. 28C là một cây siêu bông Bình Lợi của chú anh chị. Cái bò ú nù luôn của chú anh chị ha. Dạ hoành là 24. Cái củ đế đặc này là 44. Chiều cao là 73. Tán ngang là 70. Dạ mã số 28C, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin cho lưu là 1.400.000 em bao ship tặng chậu của chú anh chị. Giá quá dễ chơi của chú anh chị. Dạ 29. 29C. Cái này tàn ấm tàn hết. 29C là một cây siêu bông Bình Lợi của chú anh chị. Hoành là chỗ vị trí này là 23. Đế này hồi nhỏ nó hồi cái vận chuyển bị dập nhẹ đây của chú anh chị. Khoảnh này nhỏ xíu à. Chiều cao 63. Tán ngang là 60. Dạ mã số 29C, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 900 em bao ship tặng chậu. Tàn ấm tàn hết trơn rồi cô chú anh chị ha. Cây này mình ghép chỉ có 3 6 bo thôi cô chú anh chị. 900. Mã số 30C. Dạ mã số tiếp theo mã số 30C. Cây này cũng đang đi cơ đọt mút vượt luôn á với cô chú anh chị. 30C là một cây siêu bông Bình Lợi của chú anh chị. Cây này thú lai của chú anh chị, có cái giò của chú anh chị. Giò hoành là 24. Chiều cao 63. Tán ngang là 63 luôn. Và mã số 30C, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin cho lưu là 1.200.000 em bao ship tặng chậu. Mã số 31C. Dạ mã số tiếp theo mã số 31C. 31C là một cây siêu bông Bình Lợi của chú anh chị. Dạ ghép được 3 bo luôn á cô chú anh chị ha. Dạ hoành chú Di Tý này là 29.
chiều cao là 50, tán ngang là 66. Dạ mã số 31C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.400.000 em bao ship tặng cậu. Mã số 32. Dạ mã số thứ hai, mã số 32C. Cái này vàng tròn đều luôn cô chú anh chị ha. 32C là một cây siêu bông bình lợi dáng trật cô chú anh chị. Hàng này bên em bao chuyển giống cô chú anh chị. Giá hoành là 22. Cái củ đế đặc này là 40. Chiều cao là 60. Tán ngang là 74. Và mã số 32C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.300.000 em bao ship tặng cậu. Hàng này chuẩn giống của chú anh chị, nở bông tươi nắng xỉu rồi. Vàng kính vàng luôn rồi cô chú anh chị ha. Cái này mình ghép chỉ có 1, 2, 3, 4 bo thôi mà tàn này lâu cơ lắm cô chú anh chị. Lên cái số mấy thật. Dạ mã số tiếp theo là mã số 33. Mình ghép siêu bông mình lại luôn á. Siêu bông mình lại của chú anh chị. Cây này chắc lớn mà vườn. Dạ hoàng chú Di Tý này là 44 của chú anh chị à. Cái này mình vô chậu mấy em ha. Dạ cái này chậu 33. Dạ chậu 70 lọt lòng. Thay cành lực lực không mà cô chú anh chị nha. Chiều dài đi đâu, chiều dài đi. Chiều dài hết thước cô chú anh chị ơi. Dạ. Hết thước là 1,5 m. Rồi con máy đi xích ra đi, xích ra đi. Đấy chỉ sang dòng cũng được. Cái này ép siêu bông mình lại nha cô chú. Cái này siêu bông mình lại dán bay cô chú anh chị. Hoành to sắc lớn nha cô chú anh chị nha. Cái này nó cái phôi nó già lắm mà có cành bự bự không mà cô chú anh chị. Đế cũng khá nha cô chú anh chị nha. Định vịnh cái đó buông mày, buông. Đo giùm cái tán ngang luôn cái bi. Chín bốn. Dạ tán ngang là 94. Cái này mình ghép cũng rất là nhiều trọt ghép luôn á cô chú, mỗi đầu cành là mình ghép từ 2 đến 3 bo hết trơn luôn ha. Dạ mã số 33C, cây siêu bông bình lợi dáng ba này em xin giao lưu là 7.000.000 bao ship 200 km cô chú anh chị. Dạ. Quành to sắc lớn nha cô chú anh chị. Cái này chỉ bao ship 200 km nha cô chú anh chị, xa quá ship không được, không thiết. Dạ. Rồi chuẩn bị rồi. Mã số 34C. Dạ mã số thứ hai, mã số 34C. Cái này mình ghép được 3, 4, 6 bo ha cô chú anh chị. 34C là một cây siêu bông bình lợi dáng bay cô chú anh chị. Ghép phôi mai vườn. Dạ hoành là 30 đúng luôn. Chiều cao là 52. Chiều dài là 1 m. Tán ngang là 70. Dạ mã số 34C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.800.000 em bao ship tặng cậu. Dạ, cây này sắc lớn nha cô chú anh chị ha. Cái phôi mai vườn dáng bay đế cũ não luôn à. Dạ rồi. Mã số 35. Dạ mã số thứ hai, mã số 35C. 35C là một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị. Dạ, lùng lực cũ não luôn cô chú anh chị ha. Dạ hoành là 24. Chiều cao là 60. Tán ngang là 77. Cây này đáy đẹp luôn cô chú anh chị. Dai đáy bỏ đường luôn nha cô chú. Dạ mã số 35C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 950.000 em bao ship, em sẽ không xếp chậu. Dạ. Mã số thứ hai, mã số 36C. Cây này dáng siêu siêu. 36C là một cây siêu bông bình lợi dáng bay cô chú anh chị. Là hằng lắc luôn đó cô chú anh chị. Dạ hoành chú Y Tý này là 23. Dạ, cũng não luôn à. Chiều cao 55. Tán ngang là 73.
Dạ mã số 36C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.200.000 bao ship tặng chậu. Dạ. Quá chứ cái tàn của chú anh chị. Cái này mình ghép chỉ có 6 bo thôi của chú anh chị mà tàn ấm tàn luôn ha. Dạ. 37C. Dạ mã số thế là mã số 37C. Cái này tàn thùm lum luôn rồi của chú anh chị nha. 37C là một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị. Lấy với sao vậy? Trắng bay luôn. Giá hoành là 25. Chiều cao là 55. Chiều dài cành bay với cành hầu là 93. Tán ngang là 70. Cái chậu này nó bị mẻ sẵn ngay cô chú anh chị. Dạ mã số 37C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.300.000 bao ship tặng chậu. Mã số 38C. Dạ. Mã số 38C nha cô chú anh chị. Dạ mã số thứ hai mã số 38C. Cây này dáng trực củ nở luôn cô chú anh chị ha. 38C là một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị. Qua wow, cái tàn của chú anh chị. Cái củ cũng chà bá luôn đó luôn cô chú anh chị. Cái nồi đế đặt này là 50 của chú anh chị. Cái hoành này là 23. Chiều cao là 70. Tán ngang là 80. Dạ mã số 38C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.300.000 bao ship tặng chậu. 1.300.000 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Mã số 39C. Dạ mã số thứ hai mã số 39C. Cái này lùng lực nha cô chú anh chị. 39C là một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị, dán dạ. Kiển luôn. Ba bo luôn của chú anh chị. Dạ hoành là chỗ vị trí này là 27 của chú anh chị. Dạ, chiều cao là 60. Tán ngang là 55. Dạ mã số 39C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.100.000 bao ship tặng chậu. Dạ, 1.100.000 của chú anh chị ha. Dạ mã số 39. Dạ mã số tiếp theo mã số 40 của chú anh chị. Dạ, 40. Dạ mã số 40C. Mã số 40C. Một em dán trực nha cô chú anh chị. Một cây dán trực cô chú anh chị. Quành là 22. Dạ, củ đế nở luôn. Củ đế đặt này là 40. Chiều cao là 72. Tán ngang là 60. Dạ mã số 40C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.000.000 bao ship tặng chậu. Mã số 41C. Dạ mã số thứ hai mã số 41C. Một cây siêu bông bình lợi của chính chị. Củ đế đẹp luôn của chính chị. Dạ hoành chỗ vị trí này là 25. Dạ. Cái này củ đặt củ nở đâu hết. Củ đế đặt này là 43. Chiều cao 60. Tán ngang 65. Dạ mã số 41C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.300.000 bao ship tặng chậu. Thân thì nó dạng lắp, cây này mình ghép chỉ có 3 chục, 4 chục ghép nha cô chú, mình còn ghép mặt mặt luôn ha. Mã số 42C. Dạ mã số thứ hai mã số 42C. Em này dán hơi siêu siêu nha cô chú anh chị. Siêu bông mình lợi cô chú anh chị. Hoành là 25. Củ đế đặt này là 34. Chiều cao là 55. Tán ngang là 62. Dạ mã số 42C, một cây siêu bông mình lợi này em xin giao lưu là 900 em bao ship tặng chậu. Dạ, cái này ghép được 3 chọt ghép mà chọt bự bự rồi đó cô chú anh chị. Chậu luôn. Mã số 43C. Dạ mã số thứ hai mã số 43C. Hoành chữ gì tí này là 27. Dạ. Chiều cao là 66. Tán ngang là 74.
Dạ mã số 43C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.200.000 bao ship tặng chậu. Dạ, cây này ghép cũng được 4 bo ha cô chú, bò bo ghép nó phát triển rất là. Lấy thằng đường đó mày. Dạ mã số tiếp theo là mã số 44C. 44C, một cây cúc thọ hương già mồ của chính chị. Bây lại bưng cây cúc thọ hương không bỡ luôn bây. Bên nào ngoài đó đó. Hoành là 18. Củ đặc toàn này là 28. Chiều cao là 58. Tán ngang 56. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị ạ. À. Dạ mã số 44C, một cây cúc thọ hương già mồ này em xin giao lưu là 350.000 bao ship. Dạ mã số tiếp theo là mã số 45C, một cây cúc thọ hương già mồ của chính chị. Dạ hoành là 19. Chiều cao 66. Tán ngang 66 luôn. Ghép được 1 2 3 4 5 bò của chính chị. Dạ mã số 45C, một cây siêu bông mình cây cúc thọ hương này em xin giao lưu là 400.000 bao ship. Em sẽ không ship chậu. Không sao không? Dạ mã số tiếp theo mã số 46C. Một cây bạch mai tăng tăng của chú anh chị. Cây này có thớt thân cao mà đế cũ luôn ha cô chú anh chị. Dạ hoành là 23. Củ đế đặc này là 42. Chiều cao là 80. Tán ngang là 75. Dạ mã số 46C, một cây bạch mai tăng tăng này em xin giao lưu là 1.300.000 bao ship tặng chậu. Dạ tàn ấm tàn luôn cô chú anh chị nha. Dạ mã số 47. Dạ mã số tới mã số 47C. Cây này cũng đế cũ luôn ha cô chú anh chị. Một cây bạch mai tăng tăng luôn cô chú anh chị. Nhà hoành là 21. Chiều cao là 75. Tán ngang 70. Cây này hồi vận chuyển bị dập da chút xíu đây cô chú anh chị. Nhỏ xíu phía đây. Dạ. Dạ mã số 47C, một cây bạch mai tăng tăng này em xin giao lưu là 950.000 bao ship tặng chậu. Dạ cây này tàn ấm tàn hết trơn á cô chú anh chị. Dạ rồi. Cái này luôn rồi. 48 không vậy? Dạ mã số này mã số 48C, một cây cúc thọ hương già mùa. Dạ hoành là 21. Dạ đế có đế luôn ha cô chú anh chị. Chiều cao là 70. Tán ngang là 84. Dạ mã số 48C, một cây cúc thọ hương già mùa này em xin giao lưu là 1.300.000 bao ship, em sẽ không ship chậu. 1.300.000 nha cô chú. Cây này co lắc đẹp cô chú anh chị ơi. Đế đẹp luôn cô chú anh chị. Cái co lắc rất là gắt luôn á cô chú. 1.300.000. Dạ mã số tiếp theo là mã số 49C. Dạ cây này phơm cao mà thân lắc luôn hết cô chú anh chị. Cái cò lắc rất là 49C là một cây cúc thọ hương cô chú anh chị già mùa. Dạ hoành là 20. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 83. Dạ mã số 49C, một cây cúc thọ hương này em xin giao lưu là 950.000 em bao ship, em sẽ không ship chậu. Dạ. Mấy cái này là bo ghép nó cũng khá là to ha cô chú anh chị, đều tàn hết trơn luôn hả? Giá này quá dễ chơi của chú anh chị. Cây này đưa cho đi chỗ đó luôn bìa. Dạ mã số 50. Dạ mã số này mã số 50C. Một cây cúc thọ hương của chú anh chị già mùa. Dạ hoành là 24. Dạ. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 90. Dạ mã số 50C, một cây cúc thọ hương già mùa này em xin giao lưu là 1.400.000 em bao ship tặng chậu. Ô bao ship không ship chậu cô chú anh chị. Dạ 1.400.000 nha cô chú anh chị. Em không ship chậu mà cô chú anh chị. Dạ mã số 50C cũng là mã số clip của em luôn. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.
Dạ em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị nha.